Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tiếp theo mình làm về bài Giêsu là ai? Bằng chứng ngụy tạo trong lịch sử Cato giáo Roma có nhiều bằng chứng có thể dùng để chứng minh những nhận định của Lukács và L. Lipper ở trên. Sau đây tôi chỉ đưa ra vài trường hợp điển hình. Bằng chứng ngụy tạo thứ nhất: giả mạo văn bản hiến dâng của Constantine. Về trường hợp này, Lukács viết trong cuốn Sự suy thoái của Roma, sử gia Joseph Vogt lưu ý chúng ta về văn bản hiến dâng của Constantine, một tài liệu ngày 30 tháng 3 năm 315, nhưng thực ra được viết trong triều đại của giáo hoàng Stephen III năm 752-757 với mục đích thuyết phục Bibin, vua của dân Frank, phải bảo vệ giáo hội để chống dân Lombard. Là một tài liệu giả mạo từ đầu tới cuối, bản văn hiến dâng viết bằng Constantine đang bị bệnh hủi, bệnh cùi. Đã có một thị kiến, trong đó thánh Pêrô và Phaolô nói với Constantine là hãy tiếp tục với giáo hoàng Siwitter, khỏi bệnh phải tuân theo lệnh từ trên trời ban xuống để tạ ơn Constantine hiến dâng lâu đài mình đang ở cho giáo hoàng Siwitter và đặt toàn thể vương quốc miền Tây thuộc quyền tòa thánh của Pêrô phải được đặt trên vương quốc và ngai vàng của vua. Và Siwitter là người cai trị Antioch và tất cả các giáo hội trên thế giới. Tài liệu trên được chấp nhận không bàn cãi cho đến năm 1440, khi Lorenzo Vela, một người hầu cận giáo hoàng, chứng minh rằng không còn nghi ngờ gì nữa, bản văn hiến dâng là giả mạo. Cuốn sách của Vela được xuất bản năm 1517. Và mặc dầu tất cả các học giả khác khi nghiên cứu riêng lẻ đều đồng ý với Vela, tòa thánh vẫn phủ nhận sự giả mạo này trong vài thế kỷ tiếp theo. Tuy nhiên, vua Pepin khi đọc bản văn hiến dâng rất lấy làm khâm phục, vì có vẻ như là bản văn đã chứng minh chắc chắn rằng giáo hoàng là người kế thừa Pêrô và Constantine, do đó có toàn quyền trên trái đất. Và đằng sau hậu trường là một sự hậu thuẫn của quyền lực từ trên trời, đánh bại dân Lombard, bơ binh dân tất cả đất đai, viết trong bản văn hiến dâng, một hành động làm cho tòa thánh trở nên toàn năng. Chúng ta có thể thấy ngay rằng bản văn hiến dâng của Constantine đúng là do giáo hội giả mạo để tạo quyền lực về tinh thần cũng như vật chất cho giáo hội. Mục đích của tài liệu giả mạo này là đưa ra quan điểm thần quyền đứng trên thế quyền và quyền thống trị cai quản thế giới của giáo hội. Nhưng tiến hóa là một định luật của nhân loại, nên những quyền tự phong của giáo hội là một thời bao trùm Âu Châu càng ngày càng suy giảm và ngày nay trở nên vô nghĩa và bất lực trước sự tiến bộ của nhân loại. Ngày nay, đất đai và quyền hạn của giáo hội chỉ còn thu hẹp trong phạm vi của Vatican, rộng bằng vài cái sân đá banh, và trong đám tín đồ thấp kém mà tổng số chưa tới 1,6 dân số trên thế giới. Giáo sư thần học Uta Rắc hay Neyman khi nghiên cứu trường hợp giả mạo bản văn hiến dâng trên cũng viết trong cuốn Hãy dẹp đi những chuyện trẻ con như sau: một chuyện bất ngờ rất đặc biệt xuất phát từ thánh linh là cái gọi là bản văn hiến dâng của Constantine. Trong bản này, hoàng đế Constantine chết năm 337 đã bày tỏ tấm lòng quá rộng rãi đối với giáo hội: chúng tôi đã chuyển nhượng lâu đài.
và tất cả tỉnh lỵ, nơi chốn, thành phố thuộc thị trấn Roma, thuộc nước Ý, và thuộc khắp miền Tây cho giáo hoàng tối cao, cha Si Victor của chúng ta, giáo hoàng của mọi người, và cho uy quyền và sự thống trị của giáo hoàng, hoặc những vị kế thừa ông ta. Ngày ghi trên văn bản 30 tháng 3 năm 315 trước công nguyên. Dấu ấn chính thức của giáo hoàng Papal Seo trước công nguyên và chữ ký của Constantine trước công nguyên đã chứng thực bản văn trên. Constantine, quốc vương tuyệt đối, đã hiến dâng cho giáo hoàng toàn thể miền Tây của đế quốc Roma. Và các giáo hoàng trở thành những kế thừa của các vua Roma ở miền Tây. Constantine tự thỏa mãn với miền Đông bởi vì các vua trên trần không thể có quyền năng ở nơi nào mà người cầm đầu giáo hội Kitô đã được vua ở trên trời Giêsu bổ nhiệm. Nhưng thực ra tất cả chỉ là một sự bị bồm, một sự giả mạo của giới giáo sĩ trong nội bộ giáo hội này bày đặt ra. Lẽ dĩ nhiên với bản văn ngụy tạo này, giáo hội đã chiếm được quyền linh, đã chiếm được quyền lực tinh thần và vật chất to lớn không thể ước tính trong nhiều thế kỷ. Sự giả mạo văn bản trên đã được xào nấu trong cung đình Vatican vào khoảng giữa thế kỷ thứ 8, vào khoảng hơn 400 năm sau khi Constantine chết trước công nguyên, và chỉ bị phanh phui vào thế kỷ thứ 15. Người khám phá ra sự gian lận này là một viên chức cấp cao trong cung đình Roma, Vatican. Theo chủ nghĩa nhân văn, một phê bình gia về chế độ giáo hoàng tên là Lorenzo Viola, chết năm 1457. Nhưng mãi tới năm 1517, công cuộc khám phá ra sự gian lận trên của Viola mới được Ulrich von Hutter xuất bản vào đầu thời kỳ cải cách sách The Lexicon von Theology, viết từ thế kỷ thứ 19. Nội dung bản văn hiến dâng của Constantine đã được coi như là giả mạo theo sự nhìn nhận của Cato năm 1961. Chương 6, 484. Sau nhiều thế kỷ phủ nhận trước công nguyên 17, từ những tài liệu trên chúng ta thấy rằng quyền lực tinh thần của những vật chất của giáo hội Cato được xây dựng trên sự gian dối ngụy tạo. Trong Cato giáo có cả một trường phái chuyên ngụy tạo. Những bản văn mới và sửa đổi viết lại những bản văn cũ cho hợp với đường lối dối trá để đạt được mục đích tạo quyền lực tinh thần và vật chất của giáo hội. Thật vậy, Dulac Lucca viết như sau: vào khoảng năm 1187, sự giả mạo các tài liệu đã trở thành một dịch vụ có lợi với tất cả trường phái. Các chuyên gia làm giả mạo cắm cụi tạo ra sự phê chuẩn những tham vọng của giáo hoàng Rocca, có ngay cả chính sách biến đổi những tài liệu cũ nói ngược hẳn lại những điều thực sự viết trong tài liệu. Điều thú vị là The George, tổng giám mục Peter De Jong, tác giả cuốn Vicar of Church trước công nguyên, vạch ra rằng những tài liệu cũ này cũng là giả mạo và phê bình rằng cái trường phái những kẻ chuyên làm tài liệu giả mạo này đã xào xáo tất cả những văn kiện cũ, bất kể là giả hay thật, với một tính bất lương như nhau. De Roma, khi đứng trước tình trạng lạ lùng này, đã khẳng thẳng thắn phơi bày sự kiện là vào giữa thế kỷ thứ 12, sắc lệnh Directum hay giáo luật đã được rắc vào trong đó những văn kiện giả mạo suốt trong 3 thế kỷ và những kết luận dẫn xuất từ chúng. Một trong những kết luận này là giáo hoàng đứng trên và nguồn gốc của mọi giáo luật mà không có cần đến khả năng chuyên môn.
một sự kiện mà theo sự diễn giải của The Rod, giáo hoàng theo định nghĩa thì bằng vai với con của Thiên Chúa. Và đây là giáo hội mà chúng ta phải có cái định chế sáng lập ra bởi Thiên Chúa qua vai trò công thánh tin để soi sáng cho một thế giới tối tăm. Có lẽ trong lịch sử nhân loại chúng ta không thấy một sự lừa bịp nào trắng trợn và hoang đường hơn. Ấy thế mà cho tới ngày nay vẫn còn nhiều người, kể cả những người thường được gọi là tri thức, vẫn còn tin vào luận điệu quái gở của giáo hội như trên, và rất lấy làm hãnh diện được hôn giày, hôn dép Đức Thánh Cha, đại diện của Chúa trên trần. Nhưng công tay tin là người như thế nào? Lịch sử đã viết rõ trong cuốn Những Sự Lừa Dối và Huyền Thoại Trong Kinh Thánh của Lord Graham viết: hắn ta đích thân giết hai người anh em trẻ, sai người giết vợ, giết đứa con tên là Richard và hai đứa cháu, giết những kẻ đối lập chính trị, quẳng những người không tin đạo Chúa xuống giếng và làm cho nhiều người, ngàn người chết trên chiến trường. Từ những sự kiện trên và sau khi khảo sát về lịch sử thành lập và lịch sử phát triển của Kitô giáo bắt đầu từ sự ủng hộ của công tác tin, Lord Graham đã bình luận như sau: trong gần 2.000 năm nay, Kitô giáo toan tính cứu rỗi chúng ta thay vì văn minh hóa chúng ta, và nó đã đi đến một thế kỷ mang rợ, một thời đại trong đó có tới 250 triệu tín đồ Kitô chết trong những cuộc chiến Kitô giáo. Đó là Kitô giáo, một tôn giáo đặt căn bản trên sự gian dối thành lập những kẻ điên và được củng cố bởi tên sát nhân đại đế Constantine. Tại sao Graham lại có thể viết như trên về một tôn giáo lớn nhất trên toàn cầu như Kitô giáo? Sự phân tích bằng chứng ngụy tạo thứ hai sau đây sẽ chứng minh cho chúng ta thấy rõ vấn đề. Chúng ta cũng nên biết rằng sau nhiều thế kỷ phủ nhận những công trình nghiên cứu và văn bản hiến dâng của Constantine và giữ nguyên tính cách tính xác thực của văn bản, cuối cùng Tòa Thánh Vatican và các nhà thần học Kitô giáo cũng phải thú nhận rằng bản văn hiến dâng của Constantine thật là một văn bản giả mạo. Nhưng giáo hội đã thực hiện được mưu đồ của mình thành công trong việc tạo cho giáo hội quyền lực thế gian trong hơn 1.000 năm, và tiếp tục duy trì quyền lực này bất kể liêm sĩ và đạo đức con người như lịch sử đã chứng tỏ. Bằng chứng ngụy tạo thứ hai, giáo hội dựa vào một câu trong Kinh Thánh Matthew 16:2-18 cho là của Giê-xu nói: và ta cũng nói cho ngươi biết, ngươi là Bê-rô, và trên phiến đá này ta sẽ xây dựng giáo hội của ta, và ta sẽ cho ngươi những chìa khóa của thiên đường. Và đưa ra thuyết Chúa Giê-xu chính là người sáng lập ra giáo hội, nhưng chỉ đứng tên. Còn Thánh Bê-rô mới là người được Giê-xu trao cho nhiệm vụ thành lập giáo hội với chức vụ đứng đầu giáo hội, giáo hoàng đầu tiên. Và các giáo hoàng đều là kế thừa của Bê-rô, và như vậy đương nhiên là đại diện của Chúa. Ở trên trần, nắm trong tay những chìa khóa mở cửa thiên đường. Do đó các tín đồ Cato không thể hiệp thông thẳng với Chúa mà phải đi qua ngã trung gian là giáo hội, giáo hoàng của Tòa Thánh Vatican. Ngoài ra, giáo hoàng còn có quyền tuyệt thông bất cứ tín đồ nào ở bất cứ cấp bậc nào, nghĩa là giữ chặt chìa khóa mở cửa thiên đường trong tay, không mở cửa thiên đường cho bất cứ ai mà giáo hoàng không ưa. Bất kể vì lý do gì, giáo hoàng cũng còn trao quyền tuyệt thông cho các thuộc hạ thân tín như hồng y, tổng giám mục đối với đám tín đồ thấp kém bên dưới. Tuy nhiên, thuyết Giê-xu thành lập giáo hội Bê-rô làm giáo hoàng đầu tiên vân vân như trên chỉ có giá trị trong đám tín đồ Cato vốn không bao giờ đọc thánh kinh, thường không mấy khi dùng đến đầu óc để suy nghĩ, và đã bị nhồi sọ từ nhỏ để tin tất cả những gì giáo hội nói.
đối với các học giả nghiên cứu thánh kinh và đối với giới tri thức. Ở trong cũng như ở ngoài giáo hội thì câu ở trong thánh kinh ở trên rõ ràng là đã được thêm thắt sau này với mục đích thiết lập quyền lực tinh thần cũng như quyền lợi vật chất của giới lãnh đạo Cato trước đám đông tín đồ ở dưới. Thật vậy, các chuyên gia nghiên cứu thánh kinh đã vạch ra rằng câu trên hoàn toàn mâu thuẫn với điều đoạn trong thánh kinh, với tư tưởng của Giê-xu và nhất là vai trò của Pê-rô. Thứ nhất, đọc thánh kinh chúng ta thấy rõ ràng là những người viết Tân Ước đều tin rằng Giê-xu sẽ trở lại trần gian trong một tương lai rất gần. Ngay trong thời điểm của Giê-xu, thí dụ trích dẫn từ thánh kinh Cựu Ước và Tân Ước, Hội Quốc tế xuất bản năm 1994 và Hot Bill The Watching Jam Wilson New York năm 1982, Matthew 16:27-28, ta con của người Giê-xu sẽ trở lại với các thiên sứ trong vinh quang của cha. Ta có thể thường phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Ta cho các con biết một vài người đang đứng đây sẽ còn sống cho đến khi nhìn thấy ta vào trong nước ta. Matthew 24:2-34, ta quả quyết thời đại này chưa chấm dứt, các biến cố đã xảy ra rồi. Mắc 9:1, chú bảo các môn đệ, ta cho các con biết một vài người đang đứng đây sẽ còn sống cho đến khi nhìn thấy nước trời thiết lập với uy quyền vĩ đại. Mắc 13:30, ta quả quyết thế hệ này chưa đi qua thì các biến cố xung quanh sự trở lại của Chúa Giê-xu trước công nguyên đã xảy ra rồi. Luke 21:27-32, bây giờ nhân loại sẽ thấy ta giáng xuống trong mây trời với vinh quang và uy quyền tuyệt đối. Ta quả quyết thế hệ này chưa qua các biến cố ấy đã xảy ra rồi. John 14:3, ta đi chuẩn bị chỗ ở cho các con, khi chuẩn bị xong ta sẽ trở lại đón các con về với ta để các con ở cùng ta mãi mãi. Qua những đoạn trích dẫn ở trên từ thánh kinh, chúng ta hãy tự hỏi Giê-xu thành lập giáo hội và trao chức vụ giáo hoàng chăn dắt tín đồ cho Pê-rô để làm gì, khi mà ông ta tin rằng ngày tận thế gần kề. Ngay trong đời ông, khi ông và một số môn đồ của ông còn sống, có phải rằng giáo hội đã thêm thắt câu ngươi là Pê-rô và trên phiến đá này ta sẽ xây dựng giáo hội của ta và trong kinh thánh để lừa dối tín đồ là giáo hội do chính Chúa Giê-xu thành lập và các giáo hoàng đều là kế thừa của Pê-rô. Thứ nhì, đọc kỹ thánh kinh chúng ta còn thấy sau khi trao chìa khóa thiên đường cho Pê-rô, Matthew 16:19, chỉ 4 câu sau Matthew 16:23, Giê-xu gọi Pê-rô là Sa-tăng. Chúa quay lại và nói với Pê-rô, hãy đi ra đằng sau ta, Sa-tăng, ngươi là một sự xúc phạm đối với ta. Cũng mà vì sự mâu thuẫn và phi lý trong hai câu gần sát nhau trong thánh kinh mà Lord Graham đã bình luận như sau. Như vậy là giáo hội Cato được thành lập bởi Pê-rô, người mà chỉ 4 câu sau trong kinh thánh Chúa gọi là Sa-tăng. Vậy nếu giáo hội Cato được thành lập bởi Pê-rô thì giáo hội đó được thành lập bởi Sa-tăng, một sự kiện mà chúng ta đã nghi ngờ từ lâu. Xét đến lịch sử đẫm máu đầy tội ác của Cato giáo mà giáo hoàng John Paul đệ nhị và tòa thánh Vatican đã vừa xưng thú 7 núi tội lỗi và xin được tha thứ, thì câu bình luận của Graham ở trên không phải là không có căn bản trước công nguyên. Câu chuyện về Pê-rô thậm chí vô nghĩa. Một người chết như mọi người mà lại có quyền lực trên khắp nhân loại trong muôn đời muôn kiếp. Trong những vấn đề tôn giáo, tín đồ Cato thật là nhẹ dạ cả tin.
nhưng họ có thể nhẹ dạ đến mức tin rằng trước khi có Kitô giáo, những bậc thông thái như Pythagoras, Plato, Socrates cần đến cái tên đánh cá Do Thái ngu đần Pedro để đầy đọa hay cứu vớt linh hồn họ hay không? Nhất định là không. Và chúng ta cũng vậy. Lẽ dĩ nhiên người Việt Nam chúng ta không cần đến bất cứ cái gì từ trên đánh cá Do Thái. Không những ngu đần mà còn hèn nhát này, như Thánh Kinh đã viết rõ trước Công Nguyên 21. Thứ ba, Pedro là mẫu người coi lời Chúa như không có, phản phúc và hèn nhát. Trước ngày Chúa bị bắt, Chúa bảo Pedro hãy thức chờ Chúa đi cầu nguyện. Rồi Chúa đi cầu nguyện, khi trở lại thì Pedro đã ngủ khì. Khi Chúa bị bắt vì sợ bị kết tội đồng lõa, Pedro đã 3 lần chối Chúa, không nhận là mình đã biết Chúa. Khi Chúa bị đóng đinh trên thập giá thì Pedro trốn biệt. Một người trong tư cách như vậy mà Chúa lại chọn để thành lập giáo hội hay sao? Chúa không có môn đồ nào tốt hơn và hiểu biết hơn tên đánh cá Pedro hay sao? Trước những bằng chứng không thể phủ bác, Joseph, một học giả Cato trong cuốn Sự Mê Tín Cuối Cùng, trang 83, cho rằng câu chuyện ủy quyền cho Pedro xây dựng giáo hội là một chuyện tiếu lâm. Và trích dẫn lời của Albert Camus cho rằng Jesus đã giễu cợt cái tên nghèo khổ hèn nhát Pedro khi bảo Pedro là những phiến vững như phiến đá. Do đó chúng ta không lấy làm gì ngạc nhiên khi biết rằng nhiều học giả chuyên về Thánh Kinh tin rằng câu chuyện về Pedro giống như nhiều chuyện khác trong Tân Ước đã được người ta thêm thắt vào. Nhưng không phải chỉ có các học giả mới nhận ra sự phi lý trong câu chuyện về Pedro, mà chính những nhà thần học nổi danh trong giáo hội Cato cũng phải thừa nhận rằng thuyết Chúa thành lập giáo hội và trao quyền cho Pedro chỉ là ngụy tạo. Hàn Khung, giáo sư thần học tại trường đại học nổi tiếng Tübingen ở Đức, cũng phải viết như sau: con người Giê-xu lịch sử tin chắc rằng ngày tận thế phải xảy ra ngay khi ông còn đang sống, và vì sự sắp tới của nước trời này, không còn nghi ngờ gì nữa là ông ta không muốn lập ra một cộng đồng đặc biệt khác với nước Do Thái. Với giáo lý nghi thức thờ cúng, định chế cơ quan chỉ đạo riêng, tất cả những điều trên có nghĩa là khi còn sống, Giê-xu không bao giờ sáng lập một giáo hội nào. Ông ta không hề có ý tưởng thành lập và tổ chức một hoạt động tôn giáo đại quy mô như được tạo ra về sau. Và nữ giáo sư thần học Uta Rath hay Nem Man cũng viết: giáo hội đã biến Giê-xu thành một dụng cụ tuyên truyền. Vì lý do này mà chúng ta tin vào mọi điều biển minh sự thành lập một giáo hội như được thêm thắt vào những lời Giê-xu nói. Bởi những tác giả các phúc âm, sự thêm thắt này gồm có điều Giê-xu ca tụng Phê-rô và một phiến đá làm nền tảng để Giê-xu xây dựng giáo hội của ông ta. Mát 16:2-18. Vì Giê-xu không bao giờ có ý định thành lập một giáo hội. Ở đây không phải là Giê-xu nói, mà là giáo hội ban khai muốn tạo cho mình một địa vị lãnh đạo và khuôn mặt quyền lực vì sự tăng trưởng của cấu trúc lãnh đạo theo cấp bậc. Trong chương 21, chương ngụy tạo trong phúc âm John, nghĩa là chương được thêm vào phúc âm chính sau này, ý tưởng về một vai phó đã được phát triển rõ ràng. Pedro trở thành kẻ chăn đàn chiên của Giê-xu, như là đại diện của Giê-xu, người chăn chiên thực sự lúc đầu. Hắn thay thế Giê-xu trong nhiệm vụ này. Ngay sau đó, giáo hội nghĩ rằng điều quan trọng không phải là con người Pedro. Giáo hội quyết định rằng chức vụ của Pedro là nền tảng của giáo hội do chính Giê-xu thiết lập vĩnh viễn.
Với quan niệm này, chúng ta có những giáo hoàng là kế thừa, Phêrô là phụ tá của Giê-xu, và chế độ giáo hoàng là nền tảng của giáo hội. Ngoài ra, chúng ta cũng nên biết giáo hội nghiên cứu về Giê-xu gồm nhiều học giả thuộc mọi hệ phái Kitô, sau nhiều năm nghiên cứu cũng đưa ra cùng một kết luận, nghĩa là Giê-xu không hề có ý định thành lập giáo hội, cũng như không hề ủy quyền cho Phêrô xây dựng giáo hội. Tất cả chỉ là điều giáo hội bị đặt để tạo quyền lực cho giáo hội mà thôi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là sự vạch mặt ra sự gian dối trên. Các chuyên gia nghiên cứu thách kinh còn chứng minh rằng Giê-xu với những lời hứa hẹn hão huyền đầy tính chất tự tôn, tự cao, tự đại như trên, là người mắc bệnh tâm thần hoang tưởng, và thực tế đã cho các môn đệ ăn bánh vẽ vì ông ta đã ra đi và không hề trở lại 2000 năm qua. Những người tin là Giê-xu có quyền phép cứu rỗi họ và cho họ lên thiên đường ở cùng ông ta đã dài cổ ra ngóng chờ ngày trở lại của Giê-xu. Nhưng năm này qua năm khác, thế hệ này qua thế hệ khác, thiên niên kỷ này qua thiên niên kỷ khác, Giê-xu vẫn biệt tâm. Làm sao ông ta có thể trở về được khi ông ta bị đóng đinh trên thập giá, chết và tán xác? Lời hứa hẹn vô trách nhiệm này, tính cách lừa dối những kẻ nhẹ dạ như trên, có giá trị khi những điều ông hứa không hề mảy may thực hiện được đã 2000 năm nay. Sự ngụy tạo ra tính điều Chúa chọn Phêrô là người thừa kế cho chúng ta thấy rõ thủ đoạn của giáo hội Cato để tạo quyền lực trên đám tín đồ đầu óc yếu kém, không bao giờ đọc thánh kinh, biết chắc là Giê-xu đã bị đóng đinh trên thập giá, chết và tán xác, nên không bao giờ có thể trở lại trần gian được nữa. Giáo hội mới phỉa ra chuyện Chúa chọn Phêrô, nhưng mục đích của sự ngụy tạo này cũng không phải là để vinh danh Phêrô, mà thực ra chỉ dùng Phêrô làm bình phong thần học, một bàn đạp để tạo nên thần quyền cho giáo hoàng và giáo hội. Giáo hội bày đặt ra chuyện Chúa chọn Phêrô để thiết lập giáo lý buộc các tín đồ phải tuyệt đối tin và tuân phục giáo hội thì mới được Chúa cứu rỗi. Theo sự diễn giảng của giáo hội thì Phêrô là người tuyệt đối tin Chúa, nên được Chúa chọn bất kể là Phêrô ngu đần hay hèn nhát. Và vì Phêrô cũng đã chết rồi, cho nên quyền lực của Chúa nằm trong tay những người kế thừa Phêrô, một chức vị tự phong của các giáo hoàng. Qua học thuật Cato, các tín đồ Cato đều được nhồi sọ từ khi mới sinh ra. Tín hiệu điều hoang đường là giáo hoàng lại đại diện của Chúa, nắm trong tay những chìa khóa mở cửa thiên đường và có quyền tuyệt đó tuyệt thông tín đồ hoặc giáo hội do Chúa Giê-xu thành lập nên không hề sai lầm, vân vân. Do đó, điều kiện tiên quyết cho các tín đồ muốn được Chúa cứu rỗi là phải tuyệt đối tin vào giáo hoàng, giáo hội. Điều bất hạnh cho nhân loại là ngày nay vẫn còn hàng triệu người tin như vậy, không hề quan tâm đến những điều phi lý nằm trong những thủ đoạn thần học này. Bằng chứng ngụy tạo thứ ba. Giáo hội dựa vào trong thánh kinh Matthew 28:19-20 cho là lời của Giê-xu dạy các môn đồ: hãy đi đến mọi quốc gia để làm cho họ thành tín đồ của ta, làm lễ rửa tội cho họ nhân danh Cha, Con và Thánh Thần, dạy cho họ biết phải vâng giữ mọi điều răn ta dạy các ngươi, và ta sẽ ở với các ngươi cho đến ngày tận cùng của thời đại. Những cớ thi hành sách lược truyền đạo bằng bạo lực và cưỡng bách trên khắp thế giới. Trước hết, chúng ta nên biết rằng câu trong Kinh Thánh
Trên không phải là câu của Giê-xu nói khi còn sống, mà là khi đã chết rồi. Và theo lý luận của nền thần học Cato, đã sống lại sau 3 ngày 3 đêm. Thực ra chỉ có hơn 1 ngày và 2 đêm. Từ 3 giờ chiều thứ 6 đến sáng sớm Chủ nhật. Và hiện ra trước các tông đồ, ra lệnh cho họ đi khắp thế giới truyền đạo. Nếu chúng ta có thể tin được chuyện sống lại đầy tính hoang đường này. Ngày nay, ngoài đám tín đồ thấp kém, không còn ai ở trong cũng như ở ngoài giáo hội tin vào lời chuyện sống lại của một xác chết. Các nhà thần học đã tìm cách giải thích khác đi sự sống lại của Giê-xu và gọi đó là sự sống lại của tinh thần. Thứ đến, tất cả các chuyên gia nghiên cứu Thánh Kinh ngày nay đã cho rằng câu mà giáo hội đặt vào miệng Giê-xu khi ông ta đã nằm yên ở dưới mộ là do chính giáo hội thêm thắt vào Thánh Kinh sau này để thực hiện âm mưu bành trướng đạo với mục đích chính yếu là tạo quyền lực trên đám dân ngu dốt và vơ quét của cải thế gian. Chúng ta chỉ cần nhìn vào tâm cảnh nô lệ Vatican của các tín đồ và tài sản của giáo hội trên khắp thế giới là thấy ngay nhận định như trên của các học giả không phải là vô căn cứ. Ngoài ra, trong phần phân tích bằng chứng ngụy tạo thứ hai ở trên, chúng ta đã thấy rõ Thánh Kinh viết rằng Giê-xu tin rằng ngày tận thế sẽ sắp tới, sẽ xảy ra ngay trong thời đại của ông. Vậy bảo các tông đồ đi truyền đạo trên thế giới để làm gì? Sau cùng, ngay trong Thánh Kinh cũng có thể có nhiều người trái ngược với hẳn với tinh thần và câu ngụy tạo trên chứng minh. Thứ nhất, tín đồ Kitô giáo nói chung tin rằng Thánh Kinh là những lời mặc khải không thể sai lầm của Chúa, Chúa Cha cũng như Chúa Con. Thánh Kinh viết rằng trái đất phẳng và dẹt, đứng yên một chỗ, ở trên có một vòng trời bằng đồng thau, vân vân. Vậy ngay cả Chúa Cha cũng không biết là quả đất tròn. Và cho đến thế kỷ thứ tư, Thánh Augustine, bậc thánh của Cato giáo, được coi là ông tổ của nền thần học đức tin Cato, có trí tuệ siêu việt, vân vân, cũng không quan niệm nổi một trái đất có hình cầu. Qua lời phát biểu, không thể nào có chuyện có người ở phía bên kia của trái đất. Vì Thánh Kinh không ghi lại bất cứ một giống người nào như vậy trong các hậu vệ của Adam. Vậy, trước đó gần 400 năm, Chúa Con Giê-xu bảo các tông đồ đi đến mọi quốc gia. Thì đó là những quốc gia nào? Hiển nhiên đó không phải là những quốc gia ở phía bên trên của một trái đất hình cầu, mà chỉ là những quốc gia giới hạn trong tầm nhìn của Giê-xu. Nghĩa là không ra ngoài những quốc gia trong miền Trung Đông. Điều này thật ra là rõ ràng khi chúng ta đọc nhận định sau đây của giáo sư thần học Utrecht Hahnemann. Giê-xu không hề có ý định thành lập một giáo hội nhất định, nhất là lại một giáo hội phổ quát. Thí dụ chân thực về quan điểm của Giê-xu, chúng ta hãy xét đoạn văn trong Thánh Kinh Matthew 10.5-6. Nội dung đối ngược hẳn với nhiệm vụ truyền giáo trên thế giới. 12 tông đồ Giê-xu phải đi để truyền đạo với lời dặn dò không được đi đến nơi nào có dân Gentilet và không được vào thành phố nào của dân Samaritan, mà chỉ đi đến những con dân Do Thái bị lạc, nghĩa là chỉ đi truyền rao truyền đạo Chúa trong dân Do Thái mà thôi. Và câu tiếp theo trong Thánh Kinh Matthew 10:2-7 là trong khi đi rao giảng truyền tin nước trời đã gần đến rồi trước công nguyên. Hai đoạn khác nhau trong Matthew 15:24, ta được phái xuống trần chỉ để cứu đàn chiên Do Thái bị lạc mà thôi. Và 10:2-23, ta bảo đảm với các ngươi chưa đi hết các thành phố của Do Thái, thì con của người, nghĩa là ta, Giê-xu đã đến rồi. Chính Giê-xu và ngày nay mọi nhà thần học đều biết vậy,
tin rằng nước Chúa sắp tới. Điều này đối ngược với nhiệm vụ truyền bá đạo một cách đại quy mô trên thế giới. Cũng vì những bằng chứng không thể chối cãi được ở ngay trong Thánh Kinh, mà khi được hỏi rằng Giê-xu có định thành lập một tôn giáo mới, tôn giáo mà ngày nay chúng ta gọi là Kitô giáo, hay ít nhất là tạo ra một giáo hội Kitô tách biệt ra khỏi Do Thái giáo trước công nguyên. Câu trả lời cho câu hỏi đó là một chữ không. Quyết định. Có lẽ chúng ta cũng nên xét qua các tác dụng của sách lược ngụy tạo này trên nhân loại. Giáo hội ngụy tạo những văn kiện trên đã dựa vào đó mà đi truyền đạo trên thế giới. Nhưng với giáo hội không truyền đạo bằng phương pháp hòa bình mà bằng chiến tranh, bạo lực, cưỡng ép, cho nên đã gây ra nhân loại những thảm cảnh vô tiền khoáng hậu mà không có bất cứ một tôn giáo nào có thể sánh ngang. Bỏ qua chính sách đốt sách vỡ và những tài liệu ngoại đạo, những cuộc thánh chiến đẫm máu, những tòa hình án mang rợ sau này và vài tài liệu các bắt nguồn từ sự ngụy tạo lời Chúa ở trên. Năm 1452, giáo hoàng Nicholas V ban sắc lệnh Dum Divinitatis nội dung như sau: bằng vào những văn kiện này, chúng tôi với quyền hành của các tông đồ cho các ngươi, vua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, được toàn quyền và tự do xâm lăng, lục soát Bắc Giang và chinh phục dân Sakarat và dân ngoại đạo và bất cứ người không tin Chúa hay kẻ thù nào khác của Chúa Kitô ở bất cứ nơi nào, cũng như đất nước, địa phận, hạt, quốc, công quốc và mọi tài sản của chúng và bắt chúng làm nô lệ vĩnh viễn. Sau đó giáo hoàng Calixtus III xác định lại sắc lệnh này năm 1456. Giáo hoàng Sixtus IV nhắc lại sắc lệnh năm 1481. Năm 1493, giáo hoàng Alexander VI mở rộng hạt xâm lăng trên khắp thế giới, từ Phi Châu đến Mỹ Châu. Và các giáo hoàng Leo X cũng ban lại sắc lệnh này vào năm 1514. Contact Bibo Calixtus III Confirm. Chúng ta cũng biết rằng vào cuối thế kỷ 15, năm 1493, giáo hoàng Alexander VI tự cho Kitô giáo truyền thống trị của toàn cầu đã chia thế giới ra làm hai vùng ảnh hưởng: một, toàn thể Mỹ Châu trừ Ba Tây, Brazil, thuộc Tây Ban Nha; hai, còn Bồ Đào Nha thì được Ba Tây và tất cả những đất đai nào chiếm được ở Á Châu và Phi Châu xác lệnh phân chia vùng ảnh hưởng và quy định rằng song song với việc chiếm cứ đất đai và bổn phận phải cải đạo các dân địa phương vào Kitô giáo. Do đó đi cùng với những đoàn quân xâm lăng là những linh mục, có sự có mặt của giới linh mục đã biện minh cho những hành động áp chế dân địa phương cũng như bất cứ thủ đoạn cưỡng ép nào được coi là cần thiết để kéo họ vào đức tin Kitô. Từ những sự kiện lịch sử trên, giáo sư Huntington đã viết: và trong thế kỷ 16, Tây Phương đã đi chinh phục thế giới cho Chúa và để cướp vàng. Không đọc lịch sử hay cố ý xuyên tạc lịch sử, nên ông Nguyễn Gia Kiển trong nhóm thông luận đã viết trong cuốn sách có cái tên Quái Gở Tổ Quốc Ăn Năn, trang 190, là không làm gì có chủ ý chính trị của nước châu Âu và Pháp nói riêng để chiếm đóng các nước châu Á. Việc xâm chiếm chỉ do các công ty thương mại chủ trương để dạy tội cho mẫu quốc Pháp, và vai trò truyền giáo cho Chúa và cho vàng của các thừa sai Kitô. Nếu ông Kiển đã đi đến Lisbon ở Bồ Đào Nha thì sẽ thấy trên mặt đất gần đài kỷ niệm Henry the Navigator, người dẫn đầu đoàn công buôn, linh mục, binh lính đi xâm chiếm ở các nước. Có vẻ bản đồ thế giới và ghi những nơi mà Bồ Đào Nha đã xâm chiếm làm thuộc địa
Trong cuốn sách trên, ông Kiển còn theo đúng sách lược Cato đã phá tất cả các giá trị truyền thống và nhiều danh nhân lịch sử Việt Nam. Tôn xưng nền văn hóa Tây Phương là cao nhất, phản ánh rõ tâm cảnh của một tri thức Cato mê muội, nô lệ cuồng tín, vọng ngoại vân vân. Với một kiến thức rất hời hợt về bản chất và lịch sử của các nền văn minh trên thế giới nói chung, lịch sử Việt Nam nói riêng. Cho tới đây, chúng ta thấy rằng mọi quyền lực của giáo hội Cato đều được xây dựng trên một nền tảng ngụy tạo gian dối, từ sự ngụy tạo bản văn hiến dân của Constantine cho đến thuyết Giêsu thành lập giáo hội, trao truyền cho Pêrô và đến huấn lệnh cho Giêsu nói sau khi chết và phải đi khắp thế giới để truyền đạo vân vân. Ngoài ra, giáo hội còn đặt ra những tín điều như giáo hoàng không hề sai lầm và những bí tích để nắm giữ đầu óc tín đồ. Xin đọc cuốn Đức Tin Công Giáo của Trần Trung Ngọc, Giao Điểm xuất bản năm 2000. Nhưng đây không phải là những điều tôi muốn bàn tới. Trong cuốn sách này, tôi chỉ tìm cách giải đáp cho câu hỏi then chốt: Chúa Giêsu là ai? Câu trả lời có tính cách quyết định là xuyên qua những công cuộc khảo cứu về nhân vật Giêsu của nhiều kiến gia, học giả lương thiện ở trong cũng như ở ngoài giáo hội trong vài thế kỷ nay, thì nhân vật Giêsu lịch sử tuyệt đối không phải là Giêsu của nền thần học Kitô giáo, đồng nghĩa với Kitô của đức tin. Church of Faith. Trong phần mở đầu cuốn Giêsu viết như sau: Giêsu của lịch sử và Chúa Kitô của đức tin là hai nhân vật khác biệt với những câu chuyện rất khác nhau. Thật là rất khó mà có thể tái tạo nhân vật Giêsu lịch sử. Và trong toan tính này, chúng ta chắc chắn là làm hại đến Giêsu của đức tin một cách không thể hàn gắn được. Vậy Giêsu của nền thần học Kitô giáo là Giêsu như thế nào? Đó là Giêsu là con một của Thiên Chúa, sinh ra từ một trinh nữ ở trong một chuồng súc vật ở Bethlehem, hy sinh chịu chết trên giá gỗ hình chữ thập để chuộc tội cho nhân loại, là đấng cứu thế của cả nhân loại, chết đi rồi lại sống lại, xác bay lên trời ngồi bên phải của Thiên Chúa, trở lại trần gian trong ngày tận thế phán xét mọi người, làm cho xác chết những kẻ tin Giêsu sống lại đoàn tụ với linh hồn trên thiên đường và đẩy những người không tin xuống hỏa ngục vĩnh viễn, vân vân. Đó là những niềm tin chính mà những nhà thần học Kitô giáo đã thành công cấy vào đầu óc tuyệt đại đa số tín đồ thấp kém. Tuy nhiên, chúng ta nên biết rằng những niềm tin ngày nay đã không còn chỗ đứng trong giới hiểu biết tất cả những thuộc tính thần thánh siêu nhiên mà giáo hội Cato gán cho Giêsu ngày nay đã hoàn toàn bị bác bỏ trước những sự kiện khoa học và qua những công cuộc nghiên cứu rất công phu của các số đông học giả ở trong những cũng như ngoài giáo hội trong suốt hai thế kỷ nay. Tuy nhiên, như Russell Stoll đã viết ở trên, sự thật này, giới lãnh đạo Kitô giáo nói chung, Cato giáo Roma nói riêng đã biết, nhưng vẫn giấu kín không cho đám tín đồ thấp kém ở dưới biết, sợ gây nên một sự xúc động không thể vãn hồi, và nhất là để duy trì quyền lực trên đám đông. Do đó, những người còn sống trong bóng tối là những tín đồ bình thường, thật là tội nghiệp cho họ phải sống trong một sự lừa dối hào nhoáng mà không biết rằng mình bị lừa dối. Còn Giêsu lịch sử Historicon Church Giêsu thì như thế nào? Có thể nói không có nhân vật nào trong lịch sử nhân loại được nghiên cứu, phân tích, mổ xẻ vân vân kỹ lưỡng như là Giêsu. Không có một khía cạnh nào của Giêsu mà không được để ý tới trong những công cuộc nghiên cứu của hàng trăm học giả, tất cả đều là những người có uy tín trong lĩnh vực khảo cứu tôn giáo. Hiển nhiên là không ai có thể trình bày đầy đủ những kết quả khảo cứu về nhân vật Giêsu trong suốt mấy thế kỷ nay. Một trong những chương của cuốn sách, do đó tôi chỉ có thể tóm tắt và kết quả nghiên cứu điển hình mà ngày nay tuyệt đại đa số những nhà nghiên cứu đều đồng ý. Trước hết là kết luận của Douglas Lockhart trong cuốn Cái mặt đen tối của Thiên Chúa.
Trong chương 14, chúng tôi đã cứu xét khía cạnh nhân bản của Giê-xu và kết luận rằng ông ta cũng là một người như mọi người khác. Ông ta cũng không thoát khỏi những tình cảm như giận dữ, đau đớn, khát, mệt mỏi, buồn rầu, sợ hãi và sự chết. Ông ta cũng phải phạm những lỗi lầm. Điều này có nghĩa là kiến thức của ông ta cũng là kiến thức của con người. Hệ thống tín ngưỡng của ông phản ánh nền văn hóa và thời đại khi ông sinh ra. Ông ta không có một kiến thức nào về vật lý hiện đại. Ông ta không biết đến những siêu vi trùng, virus hay vi trùng khi thuốc sát trùng, không biết gì về động cơ nổ và không thể dạy con người là hỏa tinh hay di chuyển trên một quỹ đạo hình elip. Xét toàn thể, đây là một sự hạ giá tất cả những gì mà người ta thường nói về ông, nghĩa là tư cách thần thánh của Giê-xu trước công nguyên. Nhưng không phải một sự bác bỏ, không dễ gì bác bỏ cái con người quá đặc biệt này, mà ý thức độc nhất về Thiên Chúa đã tách riêng ông ta ra khỏi đám người sùng tín cùng thời. Thật vậy, ông ta thật đặc biệt và chắc rằng là duy nhất, nhưng không đến độ mà chúng ta phải tưởng tượng quá mức đến độ như toàn hảo hay toàn trí mà các tư tưởng gia Cato đề xuất về sau. Tiến sĩ Hort Schottfeld, một học giả chuyên về khảo cứu thánh kinh Bidlingham, Scotland, đã nghiên cứu về nhân vật Giê-xu trong 40 năm và cho ra đời, ngoài những tác phẩm nổi tiếng khác, hai cuốn sách bán chạy nhất, cuốn The Passover Philot, trong đó tác giả trình bày những chi tiết rút từ Thánh Kinh và từ những cuộn kinh nơi biển chết, mới tìm thấy và minh chứng rằng Giê-xu đã tự mình sắp đặt những chuyện bị bắt, bị đóng đinh trên thập giá rồi sống lại vân vân, để phù hợp với điều tiên tri về đấng cứu thế trong Cựu Ước và cuốn Thoát. Đó là tác giả tái tạo lịch sử 150 năm đầu tiên của Kitô giáo và giải thích tại sao một phong trào bắt nguồn từ quan niệm về cứu tinh của dân tộc Do Thái, tranh đấu để tồn tại trong nhân gian, đã biến thành một tôn giáo không bao giờ có trong ý định của Giê-xu và trái ngược với những điều giảng dạy của Giê-xu trong tôn giáo này. Giê-xu được thờ phụng như một Thiên Chúa, tác giả viết. Trong cuốn Âm Mưu Trong Ngày Lễ Vượt Qua, sau khi nghiên cứu kỹ về lâu đài, tôi đã bác bỏ bức tranh mô tả truyền thống về Giê-xu và chứng tỏ rằng ông ta là người Do Thái. Ở một tình trạng tâm lý trong lịch sử Do Thái đã can đảm kiên trì và với sự nhận thức sâu xa, hành động với sự tin tưởng rằng ông ta là đấng cứu thế mà dân tộc đau khổ của ông đang chờ đợi. Tôi đã chứng tỏ rằng ông ta là một người có một đức tin, nhưng chỉ là một người thường, một người đã dùng sự thông minh tự nhiên của mình để mang lại cho những kết quả của những điều tiên tri mà trong thời đại của ông tin rằng chúng phải được hoàn thành. Nhận định của tiến sĩ Schottfeld như trên rất phù hợp với những kết quả nghiên cứu về khía cạnh tâm thần của Giê-xu. Thật vậy, ngày nay qua các công cuộc nghiên cứu thánh kinh để tìm ra con người thực của Giê-xu, đa số học giả đã cho rằng nhiều chuyện trong thánh kinh là những chuyện hoang đường. Và đối với một số học giả trong ngành phân tâm học, thì những điều Giê-xu tự nhận con duy nhất của Thiên Chúa có khả năng chuộc tội cho nhân loại, đấng cứu thế, sẽ trở lại trần phán xét thiên hạ trong tương lai, gần thời Giê-xu vân vân, đều là những ảo tưởng của một người bị bệnh tâm thần, mắc bệnh chứng hoang tưởng. Bệnh chứng này bắt nguồn từ một nguồn gốc lý lịch không mấy tốt đẹp của Giê-xu, một tâm cảnh cuồng tín tôn giáo của Giê-xu khi ông đọc và tuyệt đối tin những điều trong Cựu Ước, sinh ra nhiều ảo giác và tự cho mình là những quyền năng thần thánh, vai trò cứu thế, rửa sạch tội lỗi nhân loại, vân vân. Đó là kết luận của những nhà phân tâm học như các bác sĩ Rod Lutin, William Hicks, Binet, Sandlin, tiến sĩ Elmi Ramutsen, vân vân. Công cuộc nghiên cứu về vấn đề tâm thần của Giê-xu
các nhà khảo cứu gia như trên thường là dài và đi vào nhiều chi tiết để chứng minh. Hiển nhiên, tôi không thể nào trình bày đầy đủ những kết quả nghiên cứu sâu rộng của họ. Nhưng cho nên, sau đây tôi tóm tắt những điểm chính trong cuốn Sự nghiên cứu về tâm thần của Giê-xu, bác sĩ Albert Schweitzer viết. Trong thập niên qua, sự nghiên cứu lịch sử càng ngày càng nhận thức ra rằng niềm tin chắc về sự trở lại trần của một đấng cứu tinh của dân tộc Do Thái trước công nguyên là trọng điểm trong ý nghĩa của Giê-xu. Tư tưởng này ngự trị cảm tính, ý chí và hành động của ông ta chặt chẽ hơn là chúng ta trước đây thường tưởng. Giê-xu tự coi như là đấng cứu tinh và tin chắc rằng ông ta sẽ trở lại trần gian trong sự huy hoàng từ những đám mây đen trên trời. Trong cuộc nghiên cứu của bác sĩ Roger Lotting đã đưa tới những kết quả tương tự chính xác như sau. Giê-xu hiển nhiên là một đứa con lai giống, có nghĩa là mẹ Giê-xu là bà Maria, là người Do Thái, nhưng bố Giê-xu không phải là người Do Thái, nhơ nhuốc do di truyền. Ý thức bản thân quá lố, do đó ít phát triển về ý niệm về gia đình. Ý thức bản thân của ông ta dần dần đi lên đến độ thành một hệ thống hoang tưởng cố định, mà những đặc tính của nó được xác định bởi những khuynh hướng tôn giáo mãnh liệt trong thời đại của ông ta và sự bận tâm một chiều của ông ta về những điều viết trong Cựu Ước. Do sự xuất hiện của John Baptista, Giê-xu bị thúc đẩy để phát biểu những tư tưởng của mình. Rồi từng bước một, sau cùng ông ta đi đến độ đặt chính mình vào lời hứa hẹn trong Cựu Ước. Những lời này đã trở thành chủ yếu vì sự bất hạnh của quốc gia Do Thái và sự hoàn thành của một cách vinh quang với những hứa hẹn này mà mọi người Do Thái đều trong đời. Giê-xu tự coi mình như là một đấng siêu nhiên. Chỉ như vậy chúng ta mới hiểu được cách xử sự của Giê-xu khi ông ta tự nhận vơ những thần quyền, thí dụ như chính quyền, như quyền tha mọi tội lỗi, mắt chính hai chấm mắt hai hai chấm năm đến 12 lúc năm 2020 7 48. Nghiên cứu kỹ hơn về tâm bệnh của Giê-xu, William Hicks nhận định như sau: chúng ta thấy một đứa trẻ với những khả năng tâm linh đặc biệt, tuy nhiên trong đầu hắn đã có sẵn những nhiễu loạn tinh thần và dần dà những hoang tưởng được lập thành. Hắn dùng toàn thể những thì giờ nhàn rỗi vào việc nghiền ngẫm Cựu Ước. Điều này tất nhiên góp phần vào tâm bệnh của hắn. Khi hắn bắt đầu xuất hiện trước quần chúng lúc 30 tuổi, căn bệnh hoang tưởng của hắn đã hoàn toàn ăn sâu vào đầu óc. Đây hiển nhiên trong những trường hợp mà đầu óc đã sẵn có những ý tưởng tâm linh vô hình, dạng và mơ hồ. Tuy nhiên cần có một kích động từ bên ngoài và một cảm xúc mãnh liệt để có thể tạo thành một cơ cấu hoang tưởng có hệ thống điển hình. Sự kích động từ bên ngoài được đem tới cho Giê-xu bởi một người mang bệnh hoang tưởng khác. Người này không ngoài ai khác chính là John Baptista. Khi đó, người ảo tưởng của Giê-xu đã lên tới mức độ hoàn toàn vững chắc. Và khi Giê-xu nghe tin có một người mang dấu hiệu sẽ có đấng cứu thế xuất hiện đang rửa tội cho những kẻ tội lỗi ở trên dòng sông Giô-đan, thì Giê-xu vội vã tới nơi để cũng được rửa tội. Sau khi rửa tội, Giê-xu đi vào vùng hoang dại trong 40 ngày. Đối với chúng ta, thời gian 40 ngày thật là đáng chú ý vì nó nằm giữa hai giai đoạn khác nhau hẳn trong cuộc đời của Giê-xu. Những ảo tưởng của Giê-xu cho đến lúc này có tính cách cô lập và không liên hệ mấy tới nhau, đã hợp với nhau thành một cơ cấu những ảo tưởng một cách có hệ thống
Chắc hẳn Giê-xu trong thời gian 40 ngày nay đã đàm thoại nhiều với Chúa Cha, vị thần đã giao phó nhiệm vụ cho Giê-xu giảng dạy giáo lý của ông ta. Sự phát triển tâm bệnh của Giê-xu như vậy, một sự chuyển tiếp từ giai đoạn tiềm tàng sang giai đoạn hoạt động của bệnh hoang tưởng, đích thực là đặc tính của nhân loại bệnh tâm thần này. Trong 3 năm giảng đạo cho quần chúng của Giê-xu, cái tâm lý bệnh hoạn về những ảo tưởng, hão huyền về quyền lực hay toàn năng, tác giả dùng từ megalomania, không ngừng tăng gia một cách khó có thể đo lường được và đã tạo thành tâm điểm mà mọi hành động của Giê-xu đều xoay quanh. Tất cả những điều Giê-xu nói trong giáo lý bài giảng đều đưa tới một đơn từ. Công cuộc nghiên cứu về nhân vật Giê-xu của Binet Sanle có thể tóm tắt sơ lược những điểm chính như sau. Qua những sự việc khác nhau có tính cách gợi ý qua John Baptista và qua sự chú thích của những người theo đạo Giê-xu đã bị đưa tới tình trạng tin rằng mình là đấng cứu tinh của dân tộc Do Thái, là vua của dân Do Thái, con của thần Kitô, người giải thích ý thần, nhân chứng của thần và sau cùng tự cho mình là thần. Những sự đe dọa của dân Pharisees và Sibet cũng gây trong ông khái niệm ông chính là vật hy sinh tế thần để xóa hết tội lỗi của dân Israel, và tin rằng sau khi sống lại ông ta sẽ linh thiêng lên thiên đường hoàn toàn vinh quang. Binet Sanle tìm thấy trong Kinh Thánh 7 trường hợp Giê-xu phát sinh ảo giác, 2 ảo giác nhìn thấy thần và 5 ảo giác vừa nhìn thấy vừa nghe thấy tiếng thần nói. Thật ra căn bệnh hoang tưởng của Giê-xu cũng không lấy làm gì lạ. Trên đời không thiếu gì những người nhìn sâu cũng thấy Giê-xu hay Maria hoặc nghe tiếng nói của Thiên Chúa. Báo chí Hoa Kỳ đã đưa lên những trường hợp người ta thấy Giê-xu hay Đức Mẹ Maria trên những đám mây, trên vách ngoài của một vựa chứa ngũ cốc, hay trên môi một chiếc xe ô tô, trên vít loan của một bức tường, và trên cả mặt một cái bánh ban khách trong một tiệm ăn, vân vân. Tuy rằng không ai thực sự biết rõ mặt mũi của Giê-xu và Maria ra sao, mỗi khi có tin như vậy, thiên hạ lại đổ xô đến nơi mà người ta cho rằng Giê-xu hay Đức Mẹ Maria đã hiện ra, quỳ lạy van vái. Người nào đến coi mà tỏ ý nghi ngờ liền bị những tín đồ cuồng tín mạ lị hành hung. Đó là tình trạng xảy ra ngay trên đất Mỹ, một đất nước được coi là văn minh tiến bộ nhất. Tình trạng này phản ánh trình độ tôn giáo của các tín đồ Kitô luôn luôn tự cho mình đang mang theo tôn giáo thiên khải, không như các tôn giáo mê tín dị đoan khác. Tưởng chúng ta cũng nên nhớ gần đây những nhân vật như James, John, David, Corret cùng mang một loại bệnh chứng tâm thần hoang tưởng như Giê-xu ngày xưa, đều thuộc lào thánh kinh và nghĩ rằng mình là hiện thân của Giê-xu, mang trên người chức năng cứu thế. Kết quả là do thảm cảnh xảy ra ở John Town và Waco làm cho hàng trăm con người ngu muội tin theo bị chết thảm ở Phi Luật Tân. Mỗi năm đến ngày lễ phục sinh đều có người tình nguyện chịu đóng đinh trên thập giá vài tiếng đồng hồ, giống như Giê-xu ngày xưa tin rằng làm như vậy để cứu nhân loại, đến nỗi một tổng giám mục địa phương phải than rằng: nếu tôi ngăn cản sự mê tín này, họ sẽ ném đá cho tôi chết. Theo những kết quả nghiên cứu sâu rộng về Giê-xu, nếu Giê-xu chỉ là một người như mọi người khác với những giới hạn của một con người, thì khi đánh giá một nhân vật có tên tuổi trong lịch sử, chúng ta phải xét đến những khía cạnh đạo đức, trí tuệ và ảnh hưởng của nhân vật đó trên nhân loại. Đạo đức và trí huệ của Giê-xu chúng ta có thể suy ra từ Thánh Kinh, còn ảnh hưởng trên nhân loại thì chúng ta phải xét đến lịch sử Kitô giáo nói chung, Ca-tô giáo nói riêng.
vì những gì mà Kitô giáo mang đến cho nhân loại trong 2000 năm nay đều là nhân danh Giêsu. Còn Giêsu muốn có hay không, Giêsu thì không thể tách bỏ nhiệm trách nhiệm của mình là nguồn cảm hứng cho Kitô giáo. Và theo như nền thần học Cato thì tất cả những hành động của giáo hội Cato là do Thánh Linh hay Đức Chúa Thánh Thần. Một bộ mặt khác của Giêsu hướng dẫn chỉ đạo. Thứ nhất, về vấn đề đạo đức và trí huệ của Giêsu, không một người nào trong giới trí thức không biết đến nhận định của Bertrand Russell, một triết gia khoa học gia nổi tiếng trên thế giới trong thế kỷ 20. Riêng tôi thấy trong cả hai lĩnh vực trí tuệ và đạo đức, Chúa Kitô không thể đứng ngang với những vĩ nhân khác của lịch sử. Tôi cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Scott Red đứng cao hơn Ngài trong hai lĩnh vực này. Và không phải chỉ có mình Bertrand Russell nhận định như trên, mà giám mục John Selfie-Fong cũng đưa ra một nhận định tương tự như sau. Cái những đoạn trong bốn phúc âm mô tả Giêsu ở Nazareth như là một con người thiển cận, đầy hận thù và ngay cả đạo đức giả. Và nhận xét về một vài trong số nhiều hành động của Giêsu được mô tả trong Tân Ước, giám mục Phong đã đưa ra ý kiến. Chúng ta có thể thấy hấp dẫn đối với một Chúa Giêsu phải biết phải giết cả một bầy heo vào khoảng 2000 con trước công nguyên để đuổi một con quỷ ra khỏi thân người hay không. Chúng ta có nên khâm phục và kính trọng người ta, người mà chúng ta gọi là Chúa, đã nguyền rủa một cái sung khi nó không ra trái trong lúc trái mùa không? Cuốn Thánh Kinh đã làm cho tôi đối diện với quá nhiều vấn đề hơn là giá trị. Nó đưa đến cho tôi một vị thần mà tôi không thể kính trọng. Đừng nói đến thờ phụng. Tại sao Bertrand Russell, giám mục Phong và không biết bao nhiêu người khác nữa lại chê trí tuệ của Giêsu? Vì trong Thánh Kinh có nhiều bằng chứng chứng tỏ rằng. Sau đây là một thí dụ. Bác sĩ Nguyễn Văn Thọ, một tín đồ Cato trong khoảng 30 năm hồi thiếu thời, viết trong bài nghiên cứu rất đặc sắc ít nhiều nhận định về Thiên Chúa giáo, đăng trong cuốn Tại sao không theo đạo Chúa, tập 1, trang 18. Ngày nay các học giả đã chứng minh được rằng ngũ kinh là do nhiều môn phái, nhiều người sống trong nhiều thế kỷ khác nhau viết. Những ngôn phái đó là phái viết tắt là đầu chữ Jehovah, vì gọi Chúa là Yahweh hay Jehovah, viết vào khoảng thế kỷ thứ 9 trước kỷ nguyên. Phái Elohim viết tắt là E, gọi là Elohim viết tắt, viết ít lâu sau trường phái trên. Phái Deuteronomic viết tắt là D, viết vào khoảng 622 đời Josac. Phái Berisher viết tắt là B, viết sau khi dân Do Thái đi lưu đày, tức là sau 500 năm. Như vậy, Moses sống vào khoảng 1250 trước Tây lịch. Người mà ta vẫn được dạy dỗ là tác giả ngũ kinh, ngay Chúa Giêsu cũng tin. John 5 2.46 lúc 24 2.27 lúc 16 2.31. Thực ra lại không phải là tác giả, mà là tác giả lại là vô số người viết cách nhau nhiều thế kỷ bộ ngũ kinh. Như vậy đã được viết ra trong vòng 400 năm. Cũng vậy, vậy mà Ruben Aweth đã đặt vấn đề trong cuốn Protan and the Babson, ai viết ngũ kinh? Câu trả lời của giáo hội Kitô lịch sử cho câu hỏi trên là khẳng định Mott viết. Nếu Mott không hề viết ngũ kinh, theo những kết quả nghiên cứu của các học giả bác sĩ Nguyễn Văn Thọ đã trình bày ở trên trước công nguyên,
thì các tông đồ Paulo và John đã sai lầm khi họ nói rằng Mót viết. Nếu họ sai lầm trong vấn đề này thì làm sao chúng ta có thể tin họ có thể về những vấn đề như thiên đường và đời sau? Nếu Mót không viết ngũ kinh thì Giê-xu đã nói láo hay sai lầm khi ông ta nói rằng Mót viết John 5:2.46 lúc 24:2.27 lúc 16:31. Nếu Giê-xu thực sự không biết ai viết, tuy rằng ông ta nói rằng ông ta biết, làm sao chúng ta có thể tin ông ta được khi ông ta nói những chuyện trên trời? Và tài liệu trên cũng đủ chứng minh rằng trí tuệ của Giê-xu cũng không có gì đặc biệt, khác thường, không thể so sánh với trí tuệ của các học giả ngày nay. Những người khám phá ra rằng ngũ kinh không phải do Mót viết và lẽ dĩ nhiên không thể là trí tuệ của một vị thần toàn trí, nghĩa là cái gì cũng biết, kể cả quá khứ, vị lai. Nhưng vấn đề không phải là trí tuệ của Giê-xu kém cỏi, mà nhận xét phân tích Thánh Kinh. Tạm kết Giê-xu là ai? Để kết luận chương này, phần giải thích sau đây là một bài dài có tính cách tổng hợp của Robert, có thể dùng để giải đáp cho những câu hỏi như Giê-xu là ai, là người như thế nào và ảnh hưởng của ông ta đối với nhân loại ra sao. Kitô giáo không thể sống hòa bình với bất cứ tín ngưỡng nào khác nếu tôn giáo này chỉ có một đấng cứu thế, một cuốn sách do Thiên Chúa Kitô truyền cảm và chỉ là một con đường nhỏ hẹp chẳng đến tới thiên đường. Tại sao Giê-xu không trở lại đền thờ để chấm dứt những cuộc tranh luận cũ kỹ? Tại sao Giê-xu không đối diện với những người lính La Mã đã nhận tiền để thề rằng xác ông ta đã bị các đồng bạn đánh cắp? Tại sao ông ta không chiến thắng đi vào thành Jerusalem lần thứ hai? Tại sao ông ta không nói trước quần chúng, đây là những vết thương ở chân, tay và cạnh sườn của ta? Ta là người của các ngươi muốn giết, nhưng thằng chết chỉ là nô lệ của ta. Thật là đơn giản, sự sống lại của Giê-xu chỉ là một huyền thoại. Tôi không tin và không thể chấp nhận cái phép lạ về sự sống lại. Chúng ta không thể không biết gì chắc chắn về Giê-xu. Chúng ta cũng không biết gì về thời ông ta là con, là đứa con nít, thời niên thiếu của ông ta. Và chúng ta cũng không chắc là người như vậy đã hiện hữu. Rất có thể có một người như vậy có tên là Giê-xu. Ông ta có thể sống ở Jerusalem. Ông ta có thể bị đóng đinh trên giá gỗ hình chữ thập. Nhưng những điều ông ta là con của Thiên Chúa chết rồi sống lại và thân thể bay lên thiên đường thì trong bản chất của mọi vật chưa bao giờ, không bao giờ có thể chứng minh được. Trong nhiều thế kỷ, cái tên mà nhà quê đặt ở Palestine này, Giê-xu đã được người ta thờ phụng như là Thiên Chúa. Hàng triệu người đã hiến dâng để phục vụ hắn. Của cải thế gian được đổ vào những đền thờ hắn. Tên hắn đã mang sự an ủi cho đến những kẻ bệnh hoạn và sắp chết. Tên hắn đã mang sự can đảm đến cho những kẻ cuồng tín chết vì đạo. Những kẻ sống ngoài lề xã hội, bị xã hội ruồng bỏ, thất bại, cảm thấy rằng hắn biết đến và thương hại những sự đau khổ của họ. Đúng là có tất cả những điều trên. Và điều đó là tất cả chỉ đẹp đẽ biết bao, cảm động biết bao và vinh quang biết bao. Nhưng đó không phải là tất cả. Nó còn một mặt khác. Nhân danh hắn, hàng triệu nam nữ đã bị tù đầy, tra tấn và giết hại. Hàng triệu người đã bị làm nô lệ. Nhân danh hắn, những tư tưởng gia, khảo cứu gia bị coi là những kẻ tội phạm. Và những tín đồ theo hắn đã làm đổ máu những người thông thái nhất, giỏi nhất. Nhân danh hắn, sự tiết bộ của nhiều quốc gia bị chặn đứng cả ngàn năm. Trong kinh, hắn giảng chúng ta thấy cái tính lý về sự đau đớn vĩnh viễn, đọa hỏa ngục trước công nguyên. Và những lời của hắn đã gia thêm sự kinh khủng vô tận vào sự chết. Kinh hắn giảng chất đầy thế giới và thù hận và sự trả thù, coi sự lương thiện tri thức như một tội ác hạnh phúc trên cõi đời.
là con đường dẫn xuống địa ngục, tố cáo tình thương yêu như là thấp hèn và như súc vật, thánh hóa sự nhẹ dạ cả tin, tôn vinh sự mù quáng và tiêu diệt sự tự do của con người. Nhân loại sẽ tốt hơn nhiều nếu cuốn tăng ước chưa từng được viết ra. Chúa Kitô theo quan niệm thần học cũng chưa từng được sinh ra. Nếu những người viết tăng ước được coi như không phải là do Thiên Chúa gây nên cho sự cảm hứng, nếu Giê-xu chỉ được coi như là một người thường, nếu như điều tốt đẹp được thu nhận và vứt bỏ những điều vô nghĩa, không thể xảy ra sự trả thù thì nhân loại sẽ tránh được chiến tranh, những sự tra tấn, máy chém, ngục tối, sự hấp hối và nước mắt, những tội ác và đau khổ trong 1000 năm. Trước hết, Giê-xu là một con người, không gì hơn là một con người. Maria là mẹ ông ta, Joseph là cha ông ta. Gia phả của ông ta, Joseph, được viết để chứng tỏ rằng thuộc dòng dõi David. Rồi người ta tuyên bố rằng Giê-xu là con của Thượng Đế, rằng mẹ ông ta là một nữ trinh và tiếp tục đồng trinh cho đến khi chết. Người ta tuyên bố rằng Giê-xu sống lại và thân thể bay lên trời, phải mất rất nhiều năm. Điều vô nghĩa này mới được cấy vào đầu óc của con người. Nếu thực sự ông ta thăng thiên, tại sao ông ta không làm việc này trước công chúng, trước những người đã bạo hành ông? Tại sao cái phép lạ vĩ đại nhất trong các phép lạ này phải thực hiện trong bí mật, trong một xó xỉnh? Nhưng sau cùng, khi đối diện thần chết, Giê-xu mới nhận ra rằng mình sai lầm và than khóc: Chúa ơi, sao Ngài lại ruồng bỏ tôi? Tại sao chúng ta phải đặt Giê-xu lên một tột đỉnh của nhân loại? Ông ta có từ ái hơn, dễ tha thứ hơn, hay hy sinh bản thân hơn Đức Phật hay không? Ông ta có thông thái hơn đối diện với cái chết một cách bình tĩnh, hoàn hảo hơn là sắp có trên không? Ông ta có kiên nhẫn hơn, nhân từ hơn là Epictetus không? Ông ta là một triết gia hết lớn hơn, một tư tưởng gia sâu sắc hơn là Epicurus hay không? Về phương diện nào ông ta đứng trên Zoroaster? Ông ta có hòa ái hơn Lão Tử hay phổ quát hơn Khổng Tử không? Những ý tưởng về nhân quyền và bổn phận của con người của ông có cao hơn của Zerono không? Ông ta có đưa ra những chân lý cao hơn của Cicero không? Đầu óc ông ta có tinh tế hơn Spinoza không? Đầu óc ông ta có sánh bằng đầu óc của Kepler và Newton không? Trong sự thông minh, trong cách diễn đạt, trong sự sâu rộng của tư tưởng, trong sự phong phú và cách minh họa, trong khả năng so sánh, trong sự hiểu biết về tâm lý, sự đam mê và sợ hãi của con người, ông ta có hơn sự bắt không? Nếu ông ta thực sự là Thiên Chúa, ông ta phải biết mọi việc trong tương lai. Ông ta phải thấy rõ lịch sử sẽ xảy ra. Ông ta sẽ phải biết người ta sẽ diễn giải với những lời nói như thế nào. Ông ta phải biết những tội ác nào, những sự khủng khiếp nào, những sự ô nhục nào mà người ta sẽ phải nhân danh ông. Ông ta phải biết đến những ngọn lửa bạo hành bốc lên xung quanh chân tay những kẻ bị thiêu sống vì không có cùng niềm tin như những đức tin Kitô giáo. Ông ta phải biết đến hàng ngàn người đàn ông cũng như đàn bà đau đớn mòn mỏi trong ngục tối tăm. Ông ta phải biết cái giáo hội của ông ta sẽ phát sinh, sẽ phát minh ra những dụng cụ tra tấn, những tín đồ của ông ta sẽ dùng đến roi vọt và bó củi, xiềng xích và giá băng. Và giá căng banh người ta. Ông ta phải thấy chân trời tương lai sáng rực với những ngọn lửa thiêu sống con người trong những cuộc lễ auto da phê. Ông ta phải biết những tín lý, giáo điều sẽ mọc lên như nấm trong mọi cuốn sách bổn của giáo hội. Ông ta phải thấy những phe phái Kitô ngu đần gây chiến với nhau. Ông ta phải thấy hàng ngàn con người theo lệnh của các linh mục xây những nhà tù cho đồng loại. Ông ta phải thấy hàng ngàn máy chém đẫm máu của những người tốt nhất cũng dũng cảm nhất. Ông ta phải thấy những tín đồ của ông ta sử dụng những dụng cụ tra tấn gây đau đớn cho con người. Ông ta phải biết những diễn giảng về lời ông nói sẽ được bằng gươm giáo và đọc trong ánh sáng của những bất củi thiêu sống người. Ông ta phải biết rằng những tòa hình án
sử dị giáo sẽ được thiết lập theo những lời giảng dạy của ông. Ông ta phải thấy những sự ngụy tạo và suy diễn lệch lạc mà những kẻ đạo đức giả viết ra nói cho quần chúng. Ông ta phải thấy những cuộc chiến tranh sẽ được gây ra, và ông ta phải biết là trên những cánh đồng chết chóc đó, những ngục tù tối tăm đó, những giá căn người đó, những cuộc thiêu sống đó, người đó, những cuộc hành quyết đó trong cả ngàn năm, ngọn cờ của cái thập giá đẫm máu đã tung bay. Ông ta phải biết người ta sẽ khoác áo thánh thiện và đội vương miện cho sự đạo đức giả. Sự độc ác và nhẹ dạ cả tin ngự trị thế giới. Phải biết sự tự do của con người sẽ mai một trên thế giới. Dưới quyền lực của giáo hội, phải biết rằng nhân danh ông, các giáo hoàng và vua chúa sẽ nô lệ. Hóa hồn xác con người, phải biết rằng họ sẽ bạo hành và tiêu diệt mọi nhà khảo cứu và tư tưởng và nhà phát minh. Phải biết rằng giáo hội của ông ta sẽ dập tắt ánh sáng thánh thiện của lý trí và giữ thế giới trong thế giới tâm tối. Ông ta phải thấy rằng người theo ông sẽ chọc mù mắt con người, róc thịt cắt lưỡi họ, tìm những chỗ nào đau đớn nhất trên thân thể con người để mà hành hạ. Tuy nhiên ông ta đã chết với bờ môi khép kín. Tại sao ông ta không nói lên, không dạy các tông đồ và xuyên qua họ để dạy thế giới? Các người không được thiêu sống, tù đầy và tra tấn con người nhân danh ta. Các người không được bạo hành đồng loại. Tại sao ông ta đi đến cõi chết một cách ngu đần, để lại cho thế giới sự đau đớn, đau khổ và nghi ngờ? Tôi sẽ nói cho các người biết, vì Giê-xu là một người thường, ông ta chẳng biết gì đến những điều trên. Qua 40 trích dẫn từ những tài liệu nghiên cứu sâu rộng về nhân vật Giê-xu của các học giả, chuyên gia vân vân, mà hầu hết đang sống trong truyền thống Kitô giáo nói chung, Cato giáo Roma nói riêng, chúng ta thấy phần nào chính xác con người thực của Giê-xu, lịch sử khác với Giê-xu mà nền thần học Kitô đôn lên như thế nào. Nền thần học Kitô đã đưa Giê-xu lên địa vị giáo chủ của giáo hội Cato Roma với những thuộc tính thần thánh qua huyền thoại mà ngày nay đã không còn giá trị. Tuy nhiên, giả sử chúng ta chấp nhận những luận cứ thần học về nhân vật Giê-xu trong danh nghĩa mà giáo chủ lập giáo Cato Roma, thì có lẽ chúng ta nên biết đến giáo lý của vị giáo chủ này. Vậy thì Giê-xu đã giảng dạy những gì, đã giúp cho con người về vấn đề gì, tu tập đạo đức hay mở mang trí huệ như thế nào? Đây là những chủ đề mà tôi bàn tới trong chương sau. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Mình sẽ làm cái phần tiếp theo, đó là phần về Giê-xu đã giảng dạy những gì. Mời các bạn chú ý theo dõi, đón xem.